Như vậy cô đã cùng cả lớp chữa xong các bài tập của Unit 12. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dành một chút thời gian để ôn tập lại kiến thức của Unit 13. Các con có nhớ tiêu đề của Unit 13 là gì không? À, Would you like some milk? Would you like some milk? Đúng rồi, ngay cái tiêu đề nó đã nói lên nội dung của bài học rồi. Các con thấy đây là một câu hỏi, nhưng thực chất thì nó là một lời mời. Và để đáp lại lời mời đó, chấp nhận lời mời hay từ chối lời mời, cô và cả lớp sẽ cùng ôn lại kiến thức của bài 13. Các con chú ý. Trước hết, chúng ta sẽ cùng ôn lại từ mới trong bài này. Lesson đầu tiên, lesson 1. What is this? Fish. Again, fish. 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 Good. What is it? Very good. Chicken. 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 Chỗ nào cô đánh dấu đỏ thì các con nhấn trọng âm vào đó để chúng mình đọc cho đúng nhé. Chicken. Chicken. Good job. What is it? Oh yes. Beef. Beef. Chú ý cho cô âm đuôi. Beef. Beef. Good. What is it? It's one kind of meat. Đó là một loại thịt rất là thông dụng trong bữa ăn của chúng ta hàng ngày. Pork. Thịt lợn. Chú ý âm đuôi nhé. Pork. 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 Very good. Okay. And one kind of drink. You drink it every day. Yes, milk. 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 Good job. One more. Water. Con có thể đọc là water. Chúng ta lướt âm t. Con cũng có thể đọc water. Water. Hai cách đều đúng cả lớp nhé. Water. Water. Or water. Yes. Again, please. Milk. And milk is a drink. Milk is one kind of drink. Sữa là một loại đồ uống. Tất cả những loại đồ uống chúng ta gọi chung là drink. Và chúng ta sẽ chia thức ăn hàng ngày thành hai nhóm. Một nhóm là đồ ăn, một nhóm là đồ uống. Về nhóm đồ ăn, food. Food. Chúng ta có fish. Chicken. Beef. Pork. And what about drink? Nhóm đồ uống. Milk. Oranges. Again, oranges. Water. Water. Very good. Okay, let's play a mini game matching. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ để cô sẽ kiểm tra xem chúng mình có nhớ được từ hay không nhé.
với những từ của lesson 1 mà cô vừa mới ôn lại, các con hãy giúp cô nối tranh với từ tương ứng. Chúng ta nhìn kỹ xem các con có những từ gì. Water, pork, milk, beef, chicken, oranges and fish. Và cô có 7 bức tranh tương ứng. Okay, let's see number 1. Water with bee, very good. Number 2, pork, thịt lợn, A, yes. 3, very easy, F. 4, thịt bò, yes, C. Number 5, chicken. Number 6, yes. And the last one, number 7. Are you right? Do you have the same answers? Chúng mình có làm giống như của cô không? À, rất giỏi. Thank you. You are very perfect. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại từ vựng của Unit 13, Lesson 2. Các con sẽ được cung cấp thêm một số từ mới liên quan đến đồ ăn, đồ uống nữa. Let's see. Bread. 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 Bánh mì. Rice. 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 Noodles. 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 Vegetables. Vegetables. Vegetables là rau, các loại rau củ. Lemonade. 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 Yes. Loại nước chanh. Nước chanh tươi, chúng mình cắt quả chanh ra, cho một chút đường pha, đấy gọi là lemonade. It's very good for you. Rất tốt cho chúng mình đúng không nào? Again, please. Bread. Rice. Noodles. Vegetable. Vegetables. Lemonade. Các con đọc lại được không? Again, please. Yes, thank you. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại phần mẫu câu. Ở bài này, chúng mình có 2 mẫu câu cơ bản. Mẫu câu thứ nhất là cách hỏi xem đồ ăn bạn yêu thích là gì. Ví dụ, trong câu này cô đang nói về món cá mà cô yêu thích. Như vậy, khi ai đó hỏi cô, "What's your favorite food?" thì cô sẽ trả lời là, "It's fish." It's fish. Đó là món cá. Cả lớp đọc lại. What's your favorite food? It's fish. What's your favorite food? It's fish. Yes. Good. Next one. What's your favorite drink? Khi cô muốn hỏi về đồ uống mà bạn mình yêu thích thì cô sẽ đổi từ food thành drink. What's your favorite drink? It's oranges. It's oranges. Cả rồi, cả lớp đọc lại cho cô nhé. What's your favorite food? It's fish. What's your favorite drink? It's oranges. Thank you. Chúng ta sẽ cùng thực hành.
favorite food? Nếu cô hỏi các con câu hỏi này và cô đưa ra hình ảnh là miếng thịt bò, thì các con sẽ trả lời thế nào? Tell me your answer. Yes, it's beef. Very good. Các con hãy đặt câu hỏi cho cô nào. À đúng rồi, câu hỏi sẽ là What's your favorite drink? What's your favorite drink? Và cô sẽ trả lời là Bạn nào giúp cô? Thank you. It's oranges. It's oranges. Next. Questions. Các con đặt câu hỏi nào. Food or drink? What's your favorite food? The answer is pork. Is pork? Yes. What about this? Do you ask? Good. What's your favorite drink? Remember, we have to use drink here. Answer is water. Is water. Yes. Tiếp theo, mẫu câu thứ hai mà cô muốn ôn lại cho các con, đó là câu mời. Would you like some? Ví dụ cô muốn mời các con ăn mì, cô sẽ nói Would you like some noodles? Would you like some noodles? Nếu như các con đồng ý, các con sẽ trả lời Yes, please. Yes, please. Again, yes, please. Nếu như các con không muốn ăn, các con từ chối, ta sẽ có câu từ chối là No thanks. No thanks. Con có thể nói đầy đủ nè. No thank you. No thank you. Bằng với no thanks. Cả lớp rõ chưa nào? Again please. Would you like some noodles? Yes please. No thanks. No thank you. Good. Chúng ta sẽ thực hành mẫu câu thứ hai nhé. I like bread. Happy face. Với gợi ý trên, các con sẽ đặt câu hỏi thế nào? Yes. Would you like some bread? Yes, please. Good. Nào, các con hãy hỏi và trả lời với gợi ý thứ hai của cô. Câu hỏi nào? Very good. Would you like some rice? No thanks. Sad face. No thanks. Yes. Next. Tiếp theo. Mời con hỏi. À và giúp cô đáp lại câu hỏi đó. Yes. Would you like some noodles? Would you like some noodles? No, thank you. Great. Next one. Good. Would you like some vegetables? Would you like some vegetables? Yes, please. Yes, please. Next. You ask.
Okay. Would you like some lemonade? Yes, please. Very good. Các con đã thực hành mẫu câu rất là tốt. Chúng ta sẽ ôn sang nội dung thứ ba, nội dung cuối cùng về phần lý thuyết, đó là phonics, phần âm. Ở bài này các con được học hai âm đúng không nào? Chúng ta quan sát xem âm thứ nhất là gì nhé. À, chữ cái là F, nhưng âm phát ra là đúng không nào? Hàm răng trên áp nhẹ vào môi dưới và thổi hơi ra ngoài. Các con làm theo cô. Đúng rồi. Âm của nó là. Và các tiếng có chứa âm trong bài đó là tiếng gì nhỉ? Beef. 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 Tiếp theo. Leaf. Leaf. Cái lá. Leaf. Đúng rồi, đó là âm thứ nhất. Âm thứ hai được ghép bởi hai chữ cái S and H. Âm của chữ này sẽ là sh, phát âm giống với âm sh nặng trong tiếng Việt. Các con đọc lại sh, sh, sh. Chính xác. Và tiếng có chứa âm này chúng ta gặp trong bài gồm có fish, 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 dish, dish, dish. Good. Như vậy, cô đã ôn tập cho các con từ mới, mẫu câu và âm của Unit 13. Ở nhà, các con nhớ học thuộc từ mới, viết từ mới ra vở, học thuộc mẫu câu, viết mẫu câu ra vở và tìm thêm các tiếng có chứa âm f, âm sh mà cô vừa mới ôn lại cho các con. Các con rõ chưa nào? Ngoài ra thì các con cần hoàn thành tất cả bài tập của Unit 13 trong sách bài tập. Are you sure? Con đã ghi lại những gì cô dặn dò chưa? À, cô nhắc lại để các con nhớ này. Thứ nhất là chúng mình ôn lại từ mới, viết lại từ mới ra vở. Thứ hai, ôn lại mẫu câu, viết mẫu câu ra vở. Thứ ba, ôn lại hai âm, viết âm ra vở, đồng thời tìm thêm các tiếng có chứa hai âm đó. Tiếp nữa là chúng mình hoàn thành các bài tập trong sách bài tập của Unit 13. Các con đã rõ chưa? Rồi, tiết sau cô và các con sẽ cùng nhau chữa sách bài tập của Unit 13 nhé. Goodbye. See you again.